Cụ thể, 28 loài cây cấm trồng trên vỉa hè và giải phân cách đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các cây bạ đậu, bàng, bồ kết, xà cừ, trứng cá, trúc đào. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, đây là các cây có độc tố gây nguy hiểm cho người hoặc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. Vì vậy, thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân không trồng các loại cây thuộc danh mục này, đồng thời giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý cây xanh đô thị sẽ thay thế dần những cây hiện có trên đường phố. Trước đó, hồi giữa tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành danh mục các loại cây cấm và hạn chế trồng trên vỉa hè giải phân cách. Theo đó, chỉ có 5 loại cây là bã đậu, cô ca cảnh, mã tiền, thông thiên và trúc đào bị cấm vì trong thân, lá, vỏ cây hoặc hoa, hạt của chúng có chứa độc tố hoặc chất gây nghiện, gây nguy hiểm cho con người. Còn 23 loại cây còn lại chỉ hạn chế trồng vì có thể gây ảnh hưởng không tốt, nhánh giòn, dễ gãy, có gai nhọn, hoa có mùi.